Các nội dung liên quan đến thương mại điện tử cùng với việc quản lý và bảo vệ dữ liệu cá nhân tiếp tục được các đại biểu Quốc hội đặc biệt quan tâm chất vấn Bộ trưởng Bộ Công Thương trong đầu giờ sáng nay. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, từ phiên họp chiều qua, đại biểu đã chất vấn về việc đảm bảo an ninh an toàn, bí mật dữ liệu cá nhân và phòng chống hàng lậu, hàng giả trên không gian mạng. Trả lời chất vấn, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng thừa nhận hàng giả, hàng nhái và quảng cáo sai sự thật cũng là mặt trái của công nghệ. Cách tốt nhất là dùng công nghệ để xử lý. Tuy nhiên, ông cho rằng việc đầu tư phát triển công cụ quản lý trên không gian mạng còn thiếu. Việt Nam chúng ta có thuận lợi là có rất nhiều doanh nghiệp công nghệ số xuất sắc có thể viết được các phần mềm này. Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ cùng với các doanh nghiệp công nghệ số của ngành có thể giúp Bộ Công Thương phát triển các công cụ số để quản lý thương mại điện tử. Và cũng xin Quốc hội quan tâm tăng đầu tư cho việc phát triển các công cụ số để quản lý thương mại điện tử nói riêng và quản lý không gian mạng nói chung. Trao đổi việc này, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đồng tình với việc làm sao thể chế hóa, quản lý được các nền tảng mạng xã hội. Những nền tảng giao dịch ở Việt Nam phải yêu cầu tuân thủ pháp luật Việt Nam. Theo đó, phải đưa ra các tiêu chí, điều kiện cụ thể liên quan đến an ninh mạng, dữ liệu, giao dịch, hợp đồng, định danh chữ ký điện tử. Nếu chúng ta làm điều đó thì như Bộ trưởng Mạnh Hùng đã nói, thì chúng ta hoàn toàn có thể thông qua trí tuệ nhân tạo để quản lý hoàn toàn tất cả các hoạt động trên môi trường số. Và trong đó thì có thể thực hiện được cái khâu quản lý định danh của những người tham gia như là người bán, chợ hoặc là các cái nền tảng để cung cấp cho cái thương mại điện tử. Cái thứ hai là chúng ta hoàn toàn có thể tích hợp được thuế má, thanh toán. Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông nghiên cứu xây dựng một nền tảng cho Việt Nam để có thể tích hợp từ định danh, an ninh công nghệ, thanh toán hải quan, thành lập logistics đồng bộ.